Ok, cái thứ tư các bạn, cũng là cái cuối cùng nha. Make in Japan. Ok, lô này khả năng mình để lại hết nha. Để lại hết để mình làm thử một cái dự án chạy đồ mini nhỏ nhỏ nha. Anh em nào có đồ thảy của mình chạy gia công nha. Đó. Mình sẽ tạo một kênh riêng nha, một kênh mà độc lập, một kênh mà chuyên khả năng hai cái máy mà mất mất thi các bạn. Gia sắt vô. Thì mình sẽ chuyển sang Mac 3 nha, chuyển sang Mac 3 và sẽ nhận đào tạo Mac 3, nhận ráp máy, nhận làm máy Mac 3 nha. Mac 3 laser in 3D, CNC mini các kiểu nha, tạo một cái mảng riêng. Một khu vực riêng các bạn ha, không phải trong shop này. Khả năng là sẽ một vị trí khác, một nơi khác ha. Làm thử về cái mảng này. Hành trình 400-300 nha, 400-300 thì hiện tại cũng chạy được một số cái bát cái này cái kia nha, chạy được rất hết. Đặc biệt là hàng Make in Japan rất là cứng nha. Đó. Rất là cứng cáp. Ok, sẽ làm thử các bạn. Thì tạm thời ngày hôm qua có rất nhiều khách hỏi mua, tạm thời mình chưa có bán nha. Để cho chạy đi rồi mình sẽ báo các bạn nha. Ví dụ có dư xài thì mình bán, hoặc là mình sẽ để lại hết nha. Để lại hết. Ok, coi như cái duyên ha. Đó, biết đâu. Biết đâu có hàng nhiều. Anh em là công ty mà hàng nhỏ 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 mà cần mà chạy không kịp á, thảy qua cho mình nha. Đó. Khoảng 2 tuần mình sẽ xếp xong, chạy luôn.